Sáng qua 30 tháng 7 tại Hà Nội, Bộ Giao thông Vận tải, Tập đoàn Đèo Cả cùng Liên danh nhà đầu tư đã ký hợp đồng BOT dự án thành phần cao tốc Bắc Nam, đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Cam Lâm - Vĩnh Hảo là dự án với mục tiêu từng bước hình thành tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa, thông thương trong khu vực, kết nối tất cả các trung tâm kinh tế phía Nam Trung Bộ và vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ và tạo động lực phát triển đột phá kinh tế xã hội. Đây là đoạn tuyến thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Như vậy, cả 3 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam được đầu tư theo hình thức PPP đã được ký kết hợp đồng để bước sang giai đoạn thu xếp tín dụng triển khai thi công.